Chào bạn, mình tiếp tục trở lại với cái loạt series này. Nào. Hôm nay buổi bài này thì mình muốn tập trung tập hết vào cho nó hoàn thiện cái phần bài viết đi. Xong rồi mình sẽ nâng nó lên một tầng nữa. Đây, ở đây bạn đang có là quảng cáo rồi đúng không? Bài viết này. Đây nó chỉ là item đây. Click vào cái phần đại khái mình chỉ muốn là đi từ đây đi hết toàn bộ ở đây thì nó sẽ không còn xảy ra cái gì nhìn nó là gọi lỗi nữa chẳng hạn. Rồi mình có bài viết này, thêm bài viết này đúng không? Rồi bài viết này, thêm bài viết này, danh mục này, thêm danh mục này. Ok, mấy cái này gần như là nó cũng không không có nhiều lỗi nữa đâu. Nó chắc chắn là cái này nó sẽ được qua một cái một loạt các cái bạn bạn ấy thao tác nữa thì bạn ấy trả lời à. Đó, đây là còn cái này. Cái này thì mình sẽ có một đoạn code nhỏ ở đây thôi, mình viết rồi, mình để đây thì lấy qua một chút. Giờ bảo đi viết đi, viết lại mấy cái này cũng lười đây. Mình nhớ là mình sẽ giải thích luôn. Test, check, clap, check, clap đây. Đây là mỗi lần bạn một cái, mình chỉ có hai cái này thôi. Là public and public thôi, kệ nó đi, cái này mà quên mấy cái này chỉ còn mình không dùng cái đấy nữa. Mình back end layout đây, đây là cái phần mà mình muốn đưa thêm vào. Mình thực xem đó, nó có lỗi lủng được không? Đây nó được tiếp file ra, mình thêm một phần nữa là phần Vinolast. Phần này là phần this web bằng ra 3.0 thôi, mình để ngoài. Cái này cũng có thể đưa vào trong thì được. Để thực đây xem cho nó khác người thì xem nó có làm sao. Không có gì đặc biệt đúng không? Thì là bắt đầu mình sẽ phải nghiên cứu thôi. Bạn check ở một cái check on đây, có nó đồ đúng được tính là check on không? Nó không clap thì là làm sao mà mình có thể thao tác được đúng không? Thì bây giờ tiếp tục là mình sẽ đưa vào đây một cái clap nữa. Mình sẽ có một cái view check on này. Cắt đi, mình sẽ để đây. Ừ, chắc là mình để check check on và đây là check on class, đây là check on đây thôi. Mình sẽ đổi cái phần name ở đây, value đây thành class. Đó, thì hy vọng là nó cũng sẽ chạy ra hồn. Đây mẹ có thể nhìn qua một chút nào. Đấy, mình click vào này. Đấy, đây là những phần được chọn. Đó, đây là màu đấy này, mình cũng không biết là thôi tùy thôi, bạn lấy màu nó hợp lý thì mình làm. Dụng mình thêm một bài viết mới nữa, mình quay lại cái thì bạn nhìn là mình di chuột cái này và mình click vào đây là nó đã cho mình một lựa chọn. Click tiếp đây nó cho mình một lựa chọn nữa, cũng mình thấy là ổn rồi. Đó, thì bạn có thể click vào làm những cái thao tác gì đấy. Rồi. Thì gần như là nó chạy ok rồi đấy, bạn nhìn nhá, nó check on này. Mình tắt đi một cái thì ở kia nó không có check. Đấy, đây này. Ví dụ mình click đây đấy và nó tự nhận hết rồi thì mình sẽ phải viết những cái gì? Mình viết hai cái phương thức thôi. Một là bạn click vào ID, hai là bạn click vào class. Click vào ID thì nó sẽ select on ra này. Đấy, ví dụ thế. Uncheck thì nó sẽ uncheck all, rồi còn cái check all này thì nó đây là class thì nó sẽ kiểm tra là nếu mà đủ cái đếm này rồi, đủ đây này, len này
leo đâu có bèn ở đây leo đây, nếu mà đủ rồi thì nó tự check cho bên trên, còn chưa đủ thì cái này check rồi thì nó sẽ remove đi. Đấy là cái nó cũng không không quá khó, là mình chỉ thêm một tí vào cho nó gọi là cho nó vui thôi. Còn đây, còn khá nhiều nó vẫn chạy. Đấy. Rồi thì mình sẽ dừng cái này ở đây. Thì như lúc trước mình có nói thêm là mình sẽ làm thêm một phần ngôn ngữ nữa. Đây cũng là một phần đang nói chung là cũng hơi trăn trở một tí. À, cái này cũng phải tìm được qua qua trên mạng một chút trước khi mà đưa nó vào ứng dụng. Mình đang muốn là sử dụng một cái như này rồi thì mình sẽ làm cái gì đấy, là ngôn ngữ này, đây là mình thử thôi nhá, ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Việt cái thứ ở đây. Đây là một làm phần mới mà trong những bộ trước thì mình chưa chưa tích hợp. Đây là một cái ý tưởng mới của mình, ý tưởng mới dựa trên những cái mình đã tham khảo, gọi thế cho nó ngoài. Thực ra thì không phải thế. Tắt lại cái min 2 của này đi xong. Set F. Tạm thời chỗ này xong rồi, không động nó nữa. Không còn gì, cái đấy lúc lúc làm mình làm câu chuyện mình test thôi. Đấy thì bây giờ mình sẽ làm phần ngôn ngữ, nhưng mà trước khi mà mình làm thì mình sẽ phải xác định sẽ là một một số cái mình sẽ phải làm. Mình nói chung là phần này là phần khó nhất trong cái loạt series này của mình cũng đang nó còn nó nằm ở dạng trăn trở, hiểu không? Thì bây giờ mình sẽ thử xem nhá. Trước tiên cứ làm một vài cờ ở đây đã. Thường nó sẽ có Anh, Việt hoặc nhiều hơn thế nữa, vào cái thuật toán về ba ngôn ngữ thì người ta đã cãi nhau cả vài năm nay rồi. Mình cứ muốn là làm một cái như này. Header của mình đây đúng không? Thì mình sẽ có một cái là main title này. Bây giờ mình ví dụ như mình có phần ngôn ngữ chẳng hạn thì đây mình sẽ để ở đây header, cái này là cái URL đây. Mình sẽ viết thêm một phần này. Xem nào. Mình sẽ có cái nào được select thì nó sẽ là ví dụ là VN này. Rồi thì đấy, xong rồi, hoặc là GP chẳng hạn đấy, nó click vào đây là gì. Sau mình sẽ đổi cờ sau nhé, tạm thời mình đang làm để nghiên cứu thôi. Cái này nó có P, nó có được flat không nhỉ? À, P này không flat đúng không? Là bây giờ mình bắt đầu là nghiên cứu dần dần đấy. Lại quay về cái thời kỳ làm CSS thôi, nên là gần như mình thế mình nói là không không bao giờ mà làm giao diện ra mà nó full chức năng là kìa. Mình sẽ phải cứ từ từ mình làm rồi phát triển nó thêm, sửa thêm thôi. Nó bảo một người chỉ cắt CSS, một người chỉ làm code không, nó cũng vô cùng
một cái team nó khá cực kỳ là ăn ý thì người ta mới làm được cái việc đấy. Display inline đây, nhắc kim mà bạn nghĩ là nó bên trái thì mình sẽ đặt vào bên trông nó chỉ đơn giản này thôi, một ông thiết kế ông thiền thẻ vào một cái dòng này thôi thì ngoại mặt công cốt. Bạn nhớ là một chút là cái kiểu ngày xưa ấy, theo kiểu là bạn lưu vào season, ví dụ như là if mà theo kiểu cái season tiếng Anh hay tiếng Việt đấy thì bây giờ gần như là vô nghĩa nhá. Cái có thể làm theo cách khác, Google nó có một cách cung cấp khác ấy, khi mình báo cho nó season rookie, nhưng mà đa số bây giờ người dùng người ta cũng không không làm việc đấy mấy. Ưu tiên duy nhất của mình. Ồ. Sao nó không xuống được thấp nữa nhỉ? Về UL này. Điền đây rồi. Có thể là làm đơn giản thế này thôi, và đấy là một cấu trúc. Xong rồi thì bạn sẽ có một cái ở đây mình xem nào. Ở trong quản trị thì mình có thể dùng season nhá, nhưng mà ra bên ngoài mình muốn là dụ, ở đây các bạn hình dung mình có hai đường dẫn như này. Ví dụ như là sổ tay chấm info, ví dụ như thế đây thì mình dự định có một bài này thế hệ trẻ trẻ Việt Nam đúng không? Nam. Đấy, thì ví dụ bài mẹ bài là ví dụ bài E7 chẳng hạn .html, thì cái bài này là bài tiếng Việt, nhưng mà có một bài nữa là bài tiếng Anh thì mình sẽ là ví dụ như là the chẳng hạn, răng Việt Nam chẳng hạn, Việt Nam ES thì đấy hay ER chẳng hạn, đấy ES chẳng hạn, đấy thì E thì nó là E8. Với hai bài này thực ra thì nó chẳng liên quan gì tới nhau cả, nó chỉ biết là cái bài bài này này thì nó chứa một cái mã có tên là cái cờ tiếng Anh, và bài này là cờ tiếng Việt đấy, chỉ thế thôi. Sao thì người ta chỉ cần thế thôi, thì bây giờ mình sẽ vẫn cứ cái ý tưởng đấy thì mình sẽ đi làm dần dần thôi. Mình quay trở lại đầu tiên là cái việc là controller home đây là trên cái len đây, thì mình sẽ để một cái len như này, mình chuyển đây một cái len. Và thực ra cái công việc của nó không 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 có quá nhiều, khi mà mình chỉ việc là làm không 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 có ao ước được. Đấy, cái len này thì bạn như này, bạn nghĩ là cái len này cũng không 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 nhất thiết phải cho về. Đấy, bạn chỉ có việc là season thôi, nhưng mà mình sẽ làm cái season đấy như nào thì bạn cứ từ từ, mình cũng đang chưa có ý tưởng nhiều lắm. Rồi mình sẽ back end này, home này, index này, thì cái thằng này nó sẽ thực hiện cái công việc là nó đổi cái ngôn ngữ cho mình. Mình ví dụ nhá, đây là đây, index đây bạn là len đúng không, thì đây là jp đấy, len tương tự như thế thì bạn có được sang cái là n về, bởi vì cái bộ quản trị chẳng ai sao vẻ nên là mình hoàn toàn có thể làm được cái việc này rồi. Không, mình không nghĩ được ra, chưa nghĩ ra.
Ố rồi ơi tiếng ơ à. Ví dụ này là title bằng vì là mình là người Việt Nam nên là kể cả bạn có đang làm cho cái bộ quản trị, bạn có đang soạn thảo cái nội dung tiếng Anh thì tất cả cái công cụ này vẫn là tiếng 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 Việt. Còn có ra trang chủ bên ngoài ấy, thì vào bài nội dung tiếng Anh thì ngôn ngữ nó tự nhảy sang tiếng Anh, thì mình sẽ cố gắng mình làm cái vấn đề đó cho nó thật là hiệu quả. Mình chỉ hy vọng thế thôi chứ mình cũng chưa đặt mục tiêu cao cho cái chuyện này. Thì cái việc đầu tiên là mình phải sử dụng Chrome. Đây, mình sẽ làm. Mình trước đây mình có một bài mình nói về season rồi đấy. Căng quá là phải chơi cái vui đấy. Vui của bộ gốc đấy. Chỉ cần phải sửa qua sửa xong trực tiếp với document đấy. Rồi thì bạn loát cái đầu tiên là cái library season này này. Mình sẽ có cứ từ cài đặt đã. Config đây. Đây. Autoload. Autoload nó nói là library thì nó là thư viện rồi, mình ở đây luôn. Mình sẽ lấy ở đây những cái gì mặc định từ trước. Data này với lại season hay đi cùng với nhau. Season. Lỗi luôn. Đó, thì bây giờ nó nói là một cái ký tự entry. Đấy, thì nó phải khi mà bạn sử dụng season thì nó bắt bạn mã hóa một cái ký tự thì mình sẽ tìm nhá. Nó nằm ở trong config ấy. Đây này, bạn nhìn cái entry đây. Nó chưa có cái gì cả thì mình cứ thử là đặt lên một vài ký tự nó để mang tính mã hóa cho season đấy mà. Chẳng cần nhiều đâu. Nên là mình có thể đặt cái tên nó cũng hơi idq.vn kệ không sao vậy. Đó, thì nó sẽ chạy đấy, bạn thấy nó rất là hay. Rồi mình sẽ đọc tiếp, đọc qua que đây, bạn đọc lướt đây, nó cấu trúc của nó là một cái mã gian zoom này, nó lưu IP này, rồi thì trình duyệt của bạn này, và cái last activity chắc là nó là thời gian thôi. Đấy, sau nó nói những cái gì là ABC ở đây thì mình sẽ thì chốt gọn lại mấy thứ thôi. Đây này, một cái cấu trúc mặc đấy của nó, đây là cái thời gian như này. Đây mình sẽ xem nào. Đấy, bạn đi đây là cái flat data này, nó trước lúc trước mình nói là nó chỉ xuất hiện một lần đấy, nó là cái đấy. Bây giờ mình muốn nó đang đây, mình sử dụng cấu trúc này cơ. Mình muốn nó lưu cái đấy vào, bản chất thì nó lưu vào cookie season trong nói đi nói lại rồi, cái này nói là bài 1 bài 2 rồi. Nó liệu nó bản chất cái season này, season trên CI nó là cookie, nó lưu vào trong cơ sở liệu ở lúc cookie lấy key lưu vào trong cơ sở liệu đó. Nó cũng hơi lằng nhằng, một khi mình nói mình cũng không hiểu, bản thân mình cũng không hiểu. Đấy thì bạn có thể nhìn nó có que này, này đây là một câu lệnh mà người ta bảo mình chạy, rồi thì mình sẽ chạy nó. Rồi thì bạn có thể nhìn xem nó có cái gì, mình sẽ phân tích que một chút. Đấy, thì nó còn mỗi cái user data nó là cái nội dung thôi, còn toàn bộ cái biến trên là biến để xác định. Rồi thì đấy nó bảo là bạn muốn sử dụng cái đấy thì bạn phải sử dụng cái trong cấu hình là true, database là true. Đấy. Còn những cái này thì bạn sẽ đọc thêm nhá. Ví dụ bạn muốn lưu tên của cookie là gì này đúng không? Rồi thì hết hạn trong bao lâu này đúng không? Thì mình sẽ có một cái mà mình hay sử dụng ấy, mình đã cấu hình rồi mình cũng chẳng nhớ nữa. Ngày xưa nghiên cứu này cũng hơi mất thời gian. Cho nên là mình nghĩ là mình sẽ chỉ copy lại thôi, xong rồi mình thấy dùng được cái gì thì mình dùng, không thì thôi. Đây, phần này mình sẽ đây, bạn chỉ cần nhìn cái này thôi. Đấy. Cái này là tên của tên cũng ghi sẽ chứa season đúng không? Đây là tab này, đây là cross cross thì mình sẽ có một cái hình như là đây nó mình đang muốn là CMS session thì nó không phải nữa, mình muốn nó giống những cái cookie như bình thường kia của mình kìa, là mình sẽ vào phần out này mình xem lại một chút nhá. Controller back end out đây mình có một cái gì, đây là cái cookie của mình, nó tên cookie của mình như nào mình sẽ đặt nó như thế đây. Đấy thì bạn hoàn toàn có thể làm nó việc như này cũng được. Rồi thì bạn để session hoàn toàn ok. Đấy. Đấy, thì cấu trúc của mình như thế này thì bây giờ mình sẽ thử nhá. Mình F5
Đó, nó chưa có gì xảy ra cả đúng không? Nhưng mà thực ra thì nó đã chạy rồi. Đấy, bạn có thể nhìn là nó sẽ ghi lại cái địa chỉ IP của mình này. Đấy, và cái trình duyệt mình đang sử dụng là cái gì đây em? Đấy, Mozilla rồi thì nó không nói rõ tên, nhưng mà ở đây Chrome đây đúng không? Đây là rồi cái phiên bản các thứ mình cũng không rõ rõ về cái này lắm đâu, nên là đấy, nhưng mà data chưa có gì, bởi vì nó chỉ lưu lại cái phiên mà làm việc thôi. Gần như là bạn cứ đến một cái cửa hàng thì họ sẽ miễn nhiên là họ cho bạn một suất để ngồi, còn bạn mua đồ hay không thì nó sẽ nằm trong user data này. Nếu mà không có thì tạm thời cái này đang là vô nghĩa, chỉ biết là bạn có đến đấy thế thôi. Thì ở đây mình sẽ có, như mình giải thích qua một chút được đây này. Đấy, tên cookie sẽ chứa season này, thì đây mình thử xem nhá. Mình đang có một cái cookie có tên là, chờ chút đây, bạn để ý là cái mình cho cái shift trừ này vào cho nó đẹp. Mình chắc là delete hết, delete thằng này đi. Đây, bạn nhìn mình F5 lại, nó sẽ sinh ra một thằng nữa đây, Saxon đây. Đây là một cái mã PMU cái gì đó đấy, thì là cái for là cái gì nhỉ? À, for đây. À, đây là đi, mình sẽ đưa nó định ra ngoài thôi. Mình sẽ đăng lại tí một chút, mình sẽ đăng lại một lần nữa đó. Section này. Rồi, ok, thì section của mình là bên này, nó là gì? Đấy, nó là cái, nó đây, nó lưu lại đây là của cái người trước rồi, cái người trước đến một phiên phiên trước, bây giờ là một phiên sau đây. Ôi, đây, mình quay trở lại. Thì như các bạn thấy đấy, để mình xem nhá. Lần đầu tiên mình có một cái đây, ở cái phiên nó chuyển chuyển cookie sang lại season, có nghĩa là sao? Nghĩa là khi mà bạn tắt nó đi, bạn tắt đi thì nó lại là một phiên hoàn toàn mới. Ví dụ mình có cái này, đây bạn để ý là bây giờ mình F5 thì nó sẽ cập nhật được cho bạn là 4 1 2 3 4 đây. Còn nữa thì nó cũng vẫn chỉ là 4 đúng không? Nhưng khi mình tắt hết đi, rồi, mình quay trở lại mình mở ra, nó là bao nhiêu rồi? Rồi mình đếm là 4 đúng không? Này, bây giờ nó đang là cái season, nó là 5 rồi. Đó, có nghĩa là nó tính cho mình là một phiên làm việc mới, thì có nghĩa là tất cả những cái gì bạn thao tác với season mà trong cái phiên đấy, khi bạn tắt trình duyệt đi kết thúc, nó sẽ nhảy về một cái trình duyệt mới. Đó là cái mà cũng hay. Nên đấy, bây giờ là mình sẽ bắt đầu từ cái đấy, mình sẽ đi vào mình nghiên cứu sử dụng season. Nó không có cái thời gian hết hạn hay gì cả, nó chỉ biết là bạn còn tồn tại thì nó còn ở lại. Đây, sử dụng season use data. Đó, nhưng mà tạo mới một season thì như này, bạn có thể tạo bằng mạng, tạo bằng gì đấy thì ok. Đây, mình sẽ hướng dẫn cách bạn tạo một cái set data này. Đấy, bạn có thể tạo mạng hoặc tạo text. Bây giờ mình chỉ tạo text thôi. Cái việc này thì nó có thể là ở đây. Bạn nhớ cho mình là ở đây mình có một phần core, core này nó là phần outlet. Mình sẽ làm như này, zip cho section, ví dụ đây là len đúng không? Có như này, len thì default nó sẽ là len là vn vn hay vi vi đi, vi hay hơn. Thế thì, nó sẽ như nào thì nó mới xảy ra cái C đấy, V đấy, thì khi mà bạn chưa có cái giá trị này. Thì bây giờ mình sẽ thử xem nhé. Đây mình sẽ có một cái là len. Đấy, thì đây là len này đúng không? Nào, nếu không tồn tại đúng không, không không tồn tại cái len về, không tồn tại hoặc trống đúng không? Thì bạn sẽ tạo ra một cái len có tên là đấy, như này, tên là vi, có nghĩa là ngôn ngữ mặc định. Sau mình sẽ quay trở lại cái home, mình đặt nó là vi đi, vi thì hình như là đúng của nó là vi chứ không vn. Rồi, vi vn rồi. Đấy, thì bạn có thể quay lại ngay cái home rồi bạn có thể xét thử cho nhá. Mình thử cho nó, mình echo cái này.
Sô clan là nó ra là cái gì, ra cái à đây đây rồi. Thế ví dụ bây giờ mình sẽ chuyển sang phần một phần tiếp theo là phần mình thử xem mình có lấy được cái lẹ season này trong thông qua cái việc ở ngay đây không nhá. Nếu mà làm ở đây thì tốt quá, vì mình ví dụ thế đó. Nếu bạn có như này, bạn thêm được một cái như này nữa. Và đây thì mình sẽ tắt bỏ đi. Ồ, nó vẫn ra rất là hoành tráng, không không đè này kìa, đúng không? Thì thế công việc trở nên nó rất đơn giản, có nghĩa là mình sẽ hoàn toàn để mình xem nào. Không, mình có thể nghe được ở đâu đấy người ta nói rằng là season thì cũng có thể đưa vào library, cũng có thể đưa vào helper. Không ai nói gì về cái này kìa, tài liệu không nói, nhưng mà mình nghe ra là mình có thể test luôn được Outlet này. Thay vì là bạn lưu cái này trong đây, bạn thử nhá. Bạn thử trong helper thì xem nó có nó không lát được season helper, hơi nhục, nhưng mà nó lại gọi được. Thứ hai đấy, thì mình cứ coi là nó gọi được đi. Giờ mình sẽ là có một cái đấy, như bạn nhìn thấy thì bây giờ mình từ cái này thì mình sẽ rất đơn giản, mình sẽ làm được một cái code thôi. Len bằng này, đúng không? Array này, không việc gì phải vất vả cứ ngồi tạo như kia kìa. Phải chỉ duy nhất một với một ngôn ngữ. Ngày xưa thì người ta hay có cái kiểu là này, cái web ở này, ví dụ như web này vào ba ngôn ngữ thì nhân bao nhiêu phần trăm đấy của một cái dàn web. Nhưng mà mình nghĩ là cái đấy nó cũng do ông mới, ông code ông lười thôi, cái bộ quản trị của ông ấy lằng nhằng ra, nên là mình nghĩ là nếu mà bạn làm đầu tư thời gian bạn xây dựng một cái bộ mà người dùng này tự tạo ngôn ngữ và tự tạo ra một phát sinh ngôn ngữ phát sinh và tự thay thế được, thì đấy mới là cái bạn ăn tiền. Rồi nó đi kèm cùng với chất lượng nữa. Thôi lan man, nhưng mà mình đã cách đây mấy năm bộ quản trị trước khi mình chưa học C thì mình đã từng nghiên cứu cái này rồi. Key này, cái này value này. Key tiếp, nhưng mà trong trường hợp nếu len mà bằng bằng key đúng không? Nếu thì là thì như này, đó, đấy là nơi thì hoàn toàn nó có thể bỏ mấy cái vấn đề đi, nó cũng không phải suy nghĩ quá nhiều. Xong đó thì bây giờ thế mới dị đi. Rồi mình sẽ làm thêm cái này nữa, CSS thôi mà, text transform đó. Text transform upper đó, này mình nên giữ lại một chút. Khi mà bạn làm xong thế rồi thì bạn sẽ trở về, bạn sẽ được trở về một cái trang tìm được ra để nói được, không có nghĩ được ra rồi nó không thể nói được. Đấy, khi mà bạn đổi ngôn ngữ rồi, rồi
khi bạn chuyển đổi ngôn ngữ thì nó sẽ vào đây đúng không? Nó sẽ xét lại season. Và bạn vào phần là core vừa rồi đây, mình chỉ có như này thôi. Lên xét bằng, thì bạn sẽ xét bằng cái ngôn ngữ mà mình có. Bạn để ý cho mình nhá, bạn sẽ có hai phần mà bạn cần phải làm, nhất là cái ngôn ngữ. Rồi, mình cứ gọi coi như tạm thời mình sẽ chỉ có hạ ba đi, VP thôi đúng không? Thì ví dụ như là mình có cái len này thì mình chỉ dán bằng len, nhưng mà thực ra đến đây nó chạy nhưng mà chưa đủ. Bạn sẽ cố gắng làm cho mình thế này, nếu này in ơi đúng không, khắc trống nữa của cái len và đúng không? Cái này cũng là một cái rất là quan trọng của cái len này. Và ở đây chắc các bạn cũng hình mường tượng ra rồi, ở đây nó có là GP này, GP này, N đây. Nếu ở đây nó là bằng bằng true thì bạn mới có thể làm được công việc này. Thì đấy, khi mà bạn kiểm tra, thứ nhất là cái len nó tồn tại, thứ hai là cái len này nó nằm trong một mảng mà mình đã định dự định sẵn đấy, ngầm định là nó đã có bằng giấy thứ rồi thì nó mới ok, còn không thì mình sẽ dừng cái này lại. Thay vì đấy thì mình sẽ nói là một cái là đây không phải là PHP, đây là JS, tương tự như thế thôi, chuyển đổi ngôn ngữ thành công đúng không, ví dụ như thế. Ngôn ngữ không tồn tại. Cái số lượng ngôn ngữ này nó ứng với phần home này. Đấy, bạn có thể là hoàn toàn làm chủ được được cái bộ này. Nào, mình sẽ chính ở đây bây giờ thì mình sẽ đi vào phần ở đây đi. Chuyển đổi ngôn ngữ thành công, bạn nhìn thấy nó nhảy sang English. Đấy. Mình có thể style lại cái này một chút cho nó nhìn nó đẹp, nhưng mà đây thì không đẹp thì lại chưa phải lúc này, thế này thôi mà nó sẽ thay đổi rất là nhiều cái hệ thống sau này của bạn. Nó mình nghĩ là với bằng này thứ là nó sẽ nâng tầm cái bộ của chị lên, sẽ có thể đi PR cho cái hệ thống như của bạn. Cái dữ liệu này nó được lưu như nào bạn có thể nhìn ở đây này. Đấy, hiện tại mình đang có một cái là len này. Đấy, người ta sẽ nhớ cho mình cái use len bằng cái gì, bằng vi này, vi này. Đây là các phiên làm việc khác nhau, không sao hết, cái chỗ này nó sẽ được tự xóa sau một thời gian. Rồi, thì mà bạn có thể từ đây bạn bạn hình dung là mình sẽ thay đổi lại toàn bộ cấu trúc này luôn. Bây giờ mình sẽ stream hết cái này đi đã. Nhưng mà ADV hay category hay item này nó đều là thêm một phần nữa. Mình sẽ category item các thứ này mình sẽ empty đi. Tiếp theo là phần config, bạn có thể nhìn thấy là đây là của ngôn ngữ tiếng Việt. Mình sẽ phải thêm những cái phần tiếp theo là của một ngôn ngữ tiếp nữa, để mình sẽ phải tính qua một chút xem là như nào cho nó hợp lý không. Thì đây bạn có thể ra cái này nó cũng chưa, mình cũng chưa sử dụng cái config nhiều nên mình sẽ đặt mặc định như này nhá. Bạn có value là value đây, bạn sẽ đổi thằng này đi một chút, là mình sẽ đổi changer thành value vi này đúng không, xếp lại này. Bạn dưới value vi bạn thêm cho mình một cái tiếp theo là value. Mình cứ thử thôi, làm đâu là tiếp theo là value gp đó. Thì đây là một cái và mình sẽ quay trở lại cái phần cấu hình đúng không.
Đây là cái gì này, mình thú hình nó sẽ lỗi tòm lom lên luôn đấy. Thì bắt đầu mình sẽ làm một cái bước như này. Bên này mình đang có cái gì đấy, mình vẫn giữ được cái season đúng không? Các bạn sẽ nhìn cho mình cái application view này, backend config, đây index, mình có một thứ như này và một thứ nữa ở đây backend config đây. Khi mình lấy ra những gì, mình soạn một câu lệnh như này thì mình đã có cái value ở trong đầu, mình đã phải tính được ra rồi đúng không? Group là cái gì đây? Cái biến này nó không tồn tại. Bạn có thể như này cho nó ngắn gọn, biết đâu mình còn sử dụng tiếp. Bạn thử tìm value xem. Đấy, thế đây. Hình dung là như thế thì mình sẽ gắn thêm một cái value thế thôi. Nó sẽ báo cho mình là ok này. Đấy. Thì mình sẽ gắn lại một chút là volume này cơ. Phần content đã xong, phần phần view đã xong, phần controller đã xong, thì bây giờ mình sang phần view. View thì nó sẽ xảy ra một cái đâu rồi, mình sẽ có volume đây. Đây bạn để ý xem, mình sẽ thay thế toàn bộ cái volume này. Chấm vào chuyển lan đây, đây là cái cấu trúc của mình sẽ dự định mình sẽ làm như này. Mình chưa biết là nó có hợp lý hay không, nhưng mà đấy là cách mà mình làm nhanh lên một tí thôi, chưa chắc mọi thứ nhanh nhanh đi kèm với là chính xác. Bạn có thể nhìn thấy là đấy, bây giờ nó vẫn chạy ok rồi đúng không? Nhưng mà bây giờ mình chuyển sang len. Đây chuyển đổi ngữ thành công này, bạn đang ở tiếng Anh, bạn vào cấu hình hệ thống, bạn không có gì cả. Hình nền, sao này, ví dụ bây giờ mình đã có là thế thì mình sẽ nói một câu tiếng Anh là this this đây this my sign English đấy, and đấy, mình sẽ như này rồi mình sẽ thay đổi. Nó nói là thành công nhưng mà mình có biết là nó thành công thật không đúng không? Đây là bạn có thể nhìn lại ở phần grow này. Đấy đây là cái thứ mà mình mong muốn nó lúc đấy thì khi mà bạn sang ngôn ngữ tiếng Anh thì tự nó sẽ ghép những cái dữ liệu này, thì về sau mình sẽ làm sau. Nhưng mà đây là cái phần mà một phần cấu hình đấy, bạn thấy là từ một phần chỉ thế này thôi mà mình đã lên được sang một cái dạng nữa đó. Đấy là phần cấu hình là ok. Mình muốn tắt bớt cái này đi xem, cái này để kệ nó, cũng rất là nhanh đó. Bạn nhìn thấy season nó giúp cho mình làm rất là nhiều thứ. Bạn trở về tiếng Việt bạn làm đúng không? GP thông tin thì cứ vào GP rồi lại tạo một cái ISO, chả biết GP nó như nào. Đây sao đây, zip rồi không có lại sai GP grow lấy lên rồi bạn nhìn thấy. Sorry nhá, cái GP lúc nãy mình đổi là chưa ở dạng text đâu. Đã có rồi. Đấy, sau này những cái này thực ra khách hàng nào người ta khó tính, người ta sẽ yêu cầu là tôi phải được nhập cái này nhập cái kia. Đấy, mời anh nhập, không thì họ sẽ sử dụng một cái thứ ba, cái thứ hai là cái tự động dịch của động dịch, công cụ tự động dịch của Google người ta cung cấp cho mình. Sao chậm nhé, tìm xem. Đây thì bạn có thể sử dụng cái công cụ này để nó cũng dịch cho mình, cũng
Mình nhớ là cái này nó thật đấy. Ở đây này, bạn nói về không phải không ta. Đây. Nhầm. Đấy, nó đi nó quảng bá cái trang khác. Đấy, bạn có thể nhìn đây, đây là cấu trúc của nó. Đây, cái này thì chắc là các bạn nhìn thường xuyên rồi đúng không? Mình cần dịch sang tiếng Korean thì nó như này. Đấy, rồi thì tiếp theo là tiếng Korean thì nó như này. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Nhưng mà chỉ thế thôi. Đấy, bây giờ bạn những thành phần thành viên này nó không ảnh hưởng gì cả, nó vẫn chạy ok thôi. Rồi mình sẽ công tác sau. Ở module thì mình có phần đầu tiên là phần quảng cáo. Vì ở đây nó giở trò rồi. Bạn biết lỗi nào, bởi vì là cái lỗi này lúc nãy là nó mình sẽ tắt hết đi. Cái lỗi này từ lúc mà nó ở đây này. Auto-enroll trước khi mà ra cái cấu hình, nếu đấy nó không đúng không thì bạn sẽ làm được là bạn sẽ làm như này rồi nó sẽ lại trở lại bình thường rồi. Đấy, không có dữ liệu à, mình đã xóa bớt đi các thứ rồi thì view nó phải thay đổi lại một chút. Sửa này 1 2 3 4 5 6 7 8 đúng không? Mình sẽ là 8 không có dữ liệu ok. Đấy, bạn có thể nhìn thấy là đã chạy các thứ rồi. Bây giờ mình sẽ tạo thêm à, vấn đề bây giờ là mình sẽ phải tạo thêm một cái ngôn ngữ nữa ở mỗi một cái bảng này. Với mình cái ADB mình sẽ có cái đây là question, đây là cái quan trọng là lang. Lang nó chỉ là đây thôi, xe 25 đây có đó. Đó. Và bạn chỉ cần đơn giản là khi mà bạn sụp thêm một cái gì đấy vào thì bạn sẽ sửa được nó. Bình thường thì bạn sẽ có thể là tự chọn cho mình một cái ngôn ngữ phù hợp tính nữa. Có cái ý tưởng thì nó hay hơn không? Đó, cứ để như này thôi. Khi bạn thêm mới thì bạn sẽ làm thêm cho mình cái này nữa. Lan bằng đây. Đó, bạn đã có một clan này rồi đúng không? Mình thử một cái nhá, thêm bằng béo này. Đó, không, mình không muốn là cái suy nghĩ ngay vừa rồi của mình để cho người dùng chọn ngôn ngữ ở đây, nhưng mà mình nghĩ là không hay lắm, bởi vì khi mà người ta chọn một cái ngôn ngữ ở đây rồi toàn bộ người ta sẽ phải làm ở cái ngôn ngữ đấy. Sau này có nhu cầu sửa thì mình sẽ làm một cái mình sẽ bỏ thêm một cái ngôn ngữ này để cho họ làm, nhưng mà cái đấy hạn chế đó. Ví dụ như là chị Y lại đang nhập một ngôn ngữ tiếng Việt sang lại nhầm bố nó bên tiếng Anh thì không không là tốt. À, bạn có thể nhìn thấy đây. Đây ngôn ngữ này thì nó sẽ được như nào, nó sẽ sử dụng khá là rộng rãi trong cái việc này. Rồi,
nhất là hoặc là có thể xóa cái bài đi viết lại sang bài mới. Không, mình không khuyến khích cái việc là tự đổi ngôn ngữ quá nhiều, thì nó quá phức tạp thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều thứ khác nhau. Rồi bây giờ cứ coi mình đã thêm mới, và bây giờ mình sẽ show ra. Show ra thì mình sẽ làm như nào? Cái việc đầu tiên là mình sẽ để lang trước. Xong để ngang cái bàn keyboard là đẹp. Và cái này là gì, là short fill, là cái nó không sao đâu, chưa nhiều. Cái phần này like title lại lên thêm một cái đây nữa là grab, đúng không? Len trở len đúng không? Cái này thì mình sẽ kiếm được ra một cái có tên là form này, where len này. Đấy. Đã thấy là phần này nó sẽ được định đạt lại. Mình ví dụ mình chưa làm phần dưới, nhưng mà chỉ cần như này thôi là bạn đã thể nhìn thấy này. Ví dụ mình mở ra một ngữ, đây là mình đã đổi được ngôn ngữ sang tiếng Anh rồi đúng không? Bên này mất đó, bạn nhìn chưa? Mình đổi ngôn ngữ sang tiếng Nhật này. Đây nó đang là tiếng Nhật này, đây cũng không có gì này, nhưng mà ở đây quay về tiếng Việt. Đấy, cái season nó được thay đổi và lên này nó vẫn như thế. Đấy, đấy là cái ý của mình. Mình ở dưới đây nó làm nó đổi ngôn ngữ nó hơi phức tạp một chút. Ở đây nó chưa kết hợp điều kiện, nếu nó kết hợp thì mình sẽ phải viết lại. Đấy, mình thấy là bây giờ hoàn toàn là nó đã thay đổi hết rồi. Thì bây giờ mình quan trọng là quay trở lại cái phần này một chút. Mình muốn là đấy, như cái vừa rồi các bạn có thể xem là mình đang đổi cái đổi nó quay trở lại luôn cái mình cần. Mình không biết như thế nó có hiệu quả lắm không, từ từ làm nữa không biết, sợ sợ lúc đấy nhìn mà rất ngu. Đây 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 rồi. Khi này chấm lên đấy và đóng lại đây, hai cái này rồi. Sau khi đấy nó sẽ trở về, nó trở về mình lại vào thằng ADV này, mình copy lại code mình vứt vào home. Continue có đây, continue đây, nó sẽ quay trở lại đây. Index index này, index của home có. Đấy, chuyển đổi ngôn ngữ thành công rồi đấy, mình sẽ có cái này. Câu này thì lúc nào nó chất lượng hơn. Back end home đất này. Không tồn tại này. Mình sẽ thử nhá. Mình đang ở đây, mình chuyển tính nick này, vẫn ở đấy luôn. Đấy, nhảy về đây hay bác. Bây giờ mình cũng chưa có continue mà nó chuyển là đúng không? Chắc ai rồi. Đây, nếu là lượng quảng cáo quảng cáo ở đây không có dữ liệu, mình vẫn chuyển không có tính tiền chuyển đổi thành công xuất hiện ở đây như tên đấy, mình thấy là nó
dần cái bộ bộ của mình nó cũng nhiều chức năng hơn hơn rồi. Vì là thường thường khi mà bạn làm một cái đơn giản này thì bạn chỉ tìm, đa số là bạn tìm theo keyword thôi, điều kiện thôi. Đấy, nếu mà bạn muốn mà nó nhiều hơn nữa, ví dụ chẳng hạn là mình dụng cái ADV này, nó sang sang bên kia mình sẽ phải viết lại một chút nữa, chẳng hạn cái điều kiện nó lằng nhằng quá là mình không thể viết theo kiểu active report này được, để nó mình phải chuyển sang một dạng khác là query string. Bắt đầu nó xảy, nó có cái hiện tượng là ở đây V thì có một bài khác nhau này, đúng không? Index thì có bài khác này. Đấy, đây là cái mà bạn đã quản trị được, gần như là bạn đã quản trị được cái phần nào phân bố nó rõ ràng ra. Khi mà bạn vào đây bạn có thể nhìn thấy là language nó có hai cái phần khác nhau. Thì như thế này thì bạn có thể hình dung là bao nhiêu lĩnh vực cần hết, khách muốn nhu cầu gì thì mình sẽ cân cái ngôn ngữ đấy. Cấu hình xong này, kéo xong này, bạn có thể nhìn lại, bạn lại một chút nữa đấy. Rồi mình ví dụ khi mà bạn sửa cái này, mình ví dụ nhé, đây cố tình mình sửa một đúng không, thì mình nên nên làm một cái nữa là phần này nó đang là phần tiếng nó là phần tiếng Anh, mình cố tình sửa bài tiếng Việt. Thì mình nên thông báo cho người ta biết là cái ngôn ngữ này nó không phù hợp. Đây mình phải như thế này thôi, là mình sẽ đang tính là mình sẽ làm một câu thông báo là đây là phần view thì không sao rồi, nhưng mà phần s s không sao luôn. Và phần edit edit thì khi mà bạn là okay, có cái ADV này, nếu cái sau khi tồn tại xong thì nếu cái ADV này, ADV của len, ADV của len mà khác cái này đúng không, thì mình sẽ nói lên đây lúc là GS, GS là ngôn ngữ không hợp. Đấy, bạn hình dung là đấy như thế thôi. Tương tự như thế thì bạn nào sang phần delete cũng thế thôi. Để từ đây đi, chuyển sang chỗ này thì đẹp hơn. Tôi đã có continue ở bên trên rồi mà. Nhá. Bây giờ mình sẽ làm cái này, enter này, ngôn ngữ không phù hợp đúng không? Lại quay trở lại view cho mình, đó, đây là view tiếng Anh, mình lại đánh vào hai, mình chuyển về một, mã này là mã của tiếng Việt, đấy. Mình muốn sửa đấy thì mình lại sang bên tiếng Việt, mã một đây, đấy, thì mình lại hoàn toàn sửa vô tư thôi, sửa rồi xong, lại quay về, đấy. Thì tiếp theo là xong một phần quảng cáo, đấy là một module lẻ, nó cũng dễ thôi. Bắt đầu mình sẽ sang một cái, những cái phần mà nó có độ phức tạp cao hơn. Để mình xem nào, 24 phút rồi, sắp qua mình sẽ nói qua que ở phần này. Lỗi là đúng thôi, chả bao giờ bàn giao cho khách hàng mà mình để thế này kìa. Bạn nên vào cái thêm bài viết này, à thêm danh mục xin quên. Đó, thì bạn thêm danh mục nó sẽ đã có cho bạn một group để tự sinh luôn.
Mình đang nghĩ là cái root này mình sẽ đổi nó thành ô. Cái nào mà là ôn thì nó sẽ chạy với tất cả các ngôn ngữ. Controller. Càng các bạn thấy càng làm thì nó càng phức tạp hơn. Remove thằng đi cũng được à. Có một bản ghi thôi. Đấy. Thì giờ mình sẽ lại quay trở lại cái danh mục này chạy lại này. Bây giờ nó đã có một cái ngôn ngữ tự là ô ở đây rồi. Ô đây, lang là tất cả. Mà thế để làm gì? Mình sẽ làm gì tiếp theo? Danh mục này. Khi mà bạn vẫn thêm danh mục bình thường, không không ai cấm cái điều đấy kìa. Mà nó có bao nhiêu con và cái thứ thì nó mình cũng cần là thêm danh mục. Đầu tiên thì cứ việc đầu tiên mình cứ làm là danh mục để mình xem thêm danh mục là ý mình có cái này ô có những cái cần hơi xử lý một chút để mình xem nó chạy như nào nữa. Đấy cũng là mình đang trong cái quá trình nghiên cứu. ADV này khi bạn thêm một cái S này, nó sẽ như này. Bạn có cái gì quay quay trở lại quay trở lại ở đây controller back end active. Khi bạn thêm một cái category mới, đúng là chính xác là cái việc đầu tiên thì nó sẽ là như này rồi, sẽ đẩy cho bạn một cái len vào đây rồi, nhưng mà rồi len vào thì sao, len vào nó sẽ được là ví dụ đặt là vi cho nó là thế đã nhé. Sẽ cấu hình lại cái next model một chút, ví dụ như là thể thao đúng không, thêm mới này. Đấy. Vì ở đây mình chưa quan tâm đến cái có ngôn ngữ thể thao đúng không? Nhưng mà bây giờ mình đang muốn là lấy chỉ cái root để nó chỉ chịu trách nhiệm quản lý con này cũng được sao rồi. Vấn đề là nó sẽ chỉ thể hiện ra phần nét xét này. Khi mà mình lấy dữ liệu ra ấy, thì mình chỉ lấy theo mảng thôi, ví dụ dữ liệu hiển thị theo danh sách. Đấy, thì bạn có thể nhìn là mảng dữ liệu mình sẽ lấy theo cái này, có những cái mà mình cần để thêm sửa lên một chút. Where này, cái len này. Bằng ví dụ như ở đây mình có một cái len đúng không? Ở đây mình sẽ có len như này. Đây bạn để ý là viết chọn C nhá. Chọn system này. Len, cái này là len bằng này. Thế là len bằng đây. Hoặc OVER đúng không? O này thực ra để mình lấy ra cái các bạn có hình dung như thế. Thì bây giờ mình sẽ có một câu này và mình đi rong chuỗi khắp nơi này. Đấy, các bạn guess rồi. Đấy, mình cứ thử thôi nhá, không không có gì phải sợ, cứ bình tĩnh mà làm. Đấy, bạn có len khoảng 56, 56 ở đây thôi, mình chỉ lấy len đây. Mình muốn test qua một chút xem mà ra nó sẽ có lỗi thôi, nhưng mà lỗi nó không phải cái gì, nó quá ghê gớm đâu.
Rồi. Thì người đấy rồi này. Khi bạn là mình muốn là xem qua cái này một chút. Mình chỉ xem hai này này, article này. Khi bạn view ra một cái category thì bạn sẽ là như nào? Data đúng không? Đây phần được phần data mình làm ok rồi. Có len rồi. Bây giờ mình sẽ đi từ đầu luôn nhá. Check empty là nó sẽ để là on rồi này. Drop down thì chắc chắn là ở đây nó sẽ một len. Đấy, bạn vẫn nhớ đấy, mình lại có một cái câu gì đấy mình rong ruổi để đấy, mình rong ruổi ở đây. Copy ở đây nó dễ nhá. Biết đâu đấy nó rong ruổi. Cái này mình sẽ que, cái việc đầu tiên là mình cứ đi từ từ thôi. Rồi see rồi thì form này. Bây giờ que này. Que tiếp này. Que que phải o que mình không không biết là có hợp lý lắm không, nhưng mà để mình thử thôi. Drop down nếu không chạy thì mình sẽ phải nghiên cứu một cách khác chi tiết đó. Để quy này, quy ở đây mình chuyển lên một cái mảng rồi nên là mình cũng không lo lắm. Line set array này đúng không, crew này. Set array này. Đây cái mảng array này nó lúc nào nó cũng trả về cho mình một cái mảng theo đúng cấu trúc rồi. Thì bây giờ mình sẽ thử nhá. Và mình xem nếu mà mình sang exit nó còn root là đúng đúng của một trường hợp này đúng không? Đấy, bây giờ mình thêm danh mục. Những cái này mình rất là lăn tăn. Thêm danh mục thì bạn là bạn đang có phần category này, add category nó chỉ là như này thôi. Thôi mình thử nhá. Thể thao gì nhỉ? Quẫn rồi. Sport có đúng không? Sao lại hay thế nhỉ? Sport app thì nó cũng thế thôi. Vậy thì nó không có tồi lắm. Nào, hy vọng cuộc đời tôi nào sang một trang mới đi. Sport này. Đấy, các bạn thì mình là đường có danh mục này, tiếng Việt này, tiếng Anh này. Vấn đề mà mình sẽ xem cấu trúc bên trong này nó sẽ thể hiện như nào nhá. Đó, thì bạn nhìn thấy là đây này, 1 1 2 2, thực là nó là như nhau luôn. Đó, thế nên là mình sẽ chỉ cần nó tách nhau thêm vào một trường hợp mà cái ngôn ngữ nó là ok thôi. Đấy, thì là bây giờ mình cũng chỉ copy thêm mấy cái từ bên ADB thôi. Thế thôi mà làm mình hú hết cả hồn. Lại sẽ có thêm một phần nữa đây là len này. Nếu len len khác thì không hợp lại. Mình sẽ đẩy vào đây. Edit category. Không lại xuống cái không này. Phép này thì thôi nhá, bởi vì nó cũng chẳng quan trọng lắm. Bạn sang mình sẽ sang quay làm chỗ đây, ví dụ như bạn đang spot 3 hình à đấy, cái này này bạn đổi hết cho mình cái ADB. Copy một cái chỉnh sửa lỗi cũng rất là đáng trách. Đây là category đổi có hai cái thôi đúng không? Đấy, số 2 đây. Spot là 3 thì bây giờ lấy 3 nhưng bây giờ à ta, cái này nó không có chuyển trang hết với cả nó ngôn ngữ không hợp này, lại nhảy về đây. Đấy, đấy, thì bạn có thể hình dung ở đây. Phần này mình cũng đã ok xong. Nó hơi lằng nhằng chút để mình thêm tiếp nhé.
Bởi vì bạn làm ở NetSet nên bạn không phải coi này cả. Nó chỉ NetSet nó trả về dữ liệu tất cả rồi. Bằng đéo. Ví dụ bạn là nó phải thêm danh mục ở đây. Đúng không? Nhưng mà bạn thêm danh mục bên này thì bạn trả về cho bạn là bạn thêm danh mục tiếng Anh bạn trả về đâu à. Ở đấy rất là hay. Bôi này đúng không nhỉ? Quên hết rồi chị luôn. T ba đéo rồi mà. Đấy, là thêm mới này. Rồi bạn có thể để bóng đá này hai hai tức là nó như nhau hết, nó chỉ khác nhau mỗi hai cái này mẽ và vậy thì bây giờ mình có thể mình nếu mình sửa một phần của football nó à, thêm một phần nữa mình xem nào. Có cái phần gì mà cần thao tác vào database nữa thì mình sẽ làm một thôi. Để sử dụng lại cái mềm này, cái mềm quan trọng nhất là cái mềm này thôi. Đây cũng là chuyển cái mềm này à, đây là cái mảng mà dữ liệu sẽ được trả về cho tất cả, ví dụ là trả về thì mình đã lọc được rồi này. Đây sử dụng lại này, sử dụng lại này, sử dụng lại này. Đấy, những phần lằng nhằng nhất thì đã sử dụng lại rồi này. Là gọi thôi, cái kia tổng hợp lại này, check brand này. Đây. Thực ra cái này cũng không cần vì là một đối tượng chỉ có nút một cái nút rút đấy, nút rút là nó sẽ chung chung tất cả các con của con ngữ, còn không thì nó sẽ lẻ rồi. Thôi mình nghĩ là mình vẫn nên lấy cái phần len mình đánh vào đây, phần này mình có trong trường hợp nó sửa xóa mình nghĩ là nó cũng có dính dáng đến đấy, không 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 quy trách nhiệm cho được. Đây chỉ là len thôi chứ không không có o o que o đâu, bởi vì là đây nó không có cái phần đấy que này form này form này đấy, phần nào form thì coi như là phần đấy nó có nữa đấy, truyền cũng thế này form này copy len đây như thế dùng nó sẽ nó an toàn hơn. Dụ con ở đây danh sách con này nó chỉ lấy đúng với ngôn ngữ hiện tại thôi. Mình sửa thử sport hàng đường đường football nhé, không phải chọn danh mục con làm danh mục cha này. Cũng cần tạm rồi thì bây giờ mình sẽ lại quay sang cái phần bài viết. Đấy, bài viết thì nó cũng như phần ADV đây mà nó có thể nó phức tạp hơn một tí. Quay lại phần edit này. Edit category nó không lên hết rồi, nó chỉ còn thêm mới đó. Là bây giờ thế thì mình sẽ sang phần S S item đây, mình thêm một cái thẻ len đây là không phải suy nghĩ nữa đúng không? Phần ADV thì mình sẽ thêm một cái phần đây kéo sang phần active đây. Nữa này thì mình sẽ sửa dần trong quá trình mình làm, lúc rồi nó đỡ suy nghĩ hơn thì sẽ tập trung vào làm cái đấy. Vậy thì bạn sẽ có phần gì à, mình đổi là item này
lan continue còn rồi delete cũng thế thôi đó thì nó sẽ có ra article item nên để hết là chuyển sang continue trước khi mình đi sang chỗ khác. Tháng qua không có chỗ nào mà còn index nó ngắn ngắn nó tòi ra ngoài không thì mình sẽ việc luôn. Sửa mới viết xong đúng là sửa mới viết xong mình phải xem một cái xem đấy rồi nhưng mà theo mới viết thì không còn mà cũng chỉ thế thôi. Xong mình sẽ đang rồi nó dại ở đâu rồi thôi mình nhớ không cần. Không cần tin không cần này là quá đủ như này là đủ không cần thiết phải nhiều hơn nữa đâu. Chốt Edit Article Category này thì mình sẽ đi từ trên xuống nhá. À, thằng Category này không không cần động đến này, thêm thì là có ngôn ngữ rồi này. Edit thì có phần này để kiểm tra len rồi này. Đó, ngôn ngữ không thế thôi. Xong rồi file này, delete này. Thì đây là sau khi đếm xong là nó không có gì đấy thì trở lên này. Bạn thấy cái truyền nó phải có cái len kia để lấy ra con điều kiện nó khỏe hơn. Đấy, thì bây giờ mình sẽ xem phần item. Item thì từ từ phần này chưa phần mới. Item ở đây là item. À, đây cũng là item này. Set item đấy thì bây giờ mình có phần thêm mới thì mình để lên một cái thùng béo đó gán thêm đâu gán thêm một cái biến ấy. Đây lên phần này tìm phần add lúc mà nó cũng bị đầu óc nó bị lủng củng hết cả lên rồi lúc đấy mình sẽ quay trở lại đây mình sẽ thêm vào đây một cái item nữa view thì mình cứ để public đây, đây. Đằng sau highlight đi mình sẽ để lên một len 255 len ok thì bây giờ bạn sẽ thêm một bài viết mới mình đem vào tiếng Việt C đấy vẫn nhiều lắm thôi mình sẽ quay trở lại thêm một ẩm thực này bạn đang có C ở đây mình là ẩm thực mình là B thì mình sẽ đẩy cái này lên này đúng rồi đấy bạn nhìn ở đây nó vẫn còn nguyên đúng không mình sẽ chỉ làm cái này thôi làm cái phần phần view ấy. Đây lại quay về đây cái phần view này nó hơi hơi bức tẻ một chút nên là mình sẽ cứ từ nhá khả năng là mình sẽ là người cuống chứ không phải các bạn đâu
rồi để đây đi, lên nó sẽ làm như này đúng không? Rồi bây giờ đầu tiên là đếm thì như nào, mấy cái kia dễ thì nó không đây. Phần này lại dễ này. Rồi, mình cũng tương tự như thế, mình đi nơi mình đặt ở đây một cái. Len này. Đây là len hỏi chuẩn này. Rồi, thì bây giờ tiếp theo là mình cứ xử được giá một. Hiện tại nó có 3 phần mình cần phải xử lý, mình đang có giải quyết được một rồi. Line này nó sẽ viết lại này. Có thể là mình chơi luôn cái cụm kia cũng được, không thành vấn đề. Đây. Mình vứt vào cái cùng cái que này mình thôi. Để này là phần này mình trân trọng giới thiệu là mình sẽ viết lại. Khi mà bạn như này thì bạn chỉ cần xóa cái này thôi, và đây là cấu trúc của nó đấy. Mình động đến cái này mình cũng sợ, nhưng mà cái gì trước sau mình nghĩ là trước sau mình cũng phải viết, nên là nên len vàng hỏi chấm và đúng không, cái này đã thử hình dung cho nhé. Mình có len này, len bằng ngữ và cái điều kiện que còn lại này, eo cái này là toàn bộ là en hết, có gì con que que en hết rồi. Đấy. Đơn vị này thì mình sẽ có đẩy lên một câu lệnh ở chỗ này, phần này đây này, mình muốn nó đến phần này cứ để đây đó. Mình đang muốn là copy lại cái câu trên này mình kéo xuống. Đấy, nó cũng rất là cần cần tư duy, chỗ này cần tư duy rất là cao. Trên đây gần như là mình bỏ đấy, mình chỉ cần lấy mỗi phần resource thôi. Đấy, gần như vậy, chỉ cần như thế thôi. Và cái này nó là list data bằng. Bạn chỉ hình dung nhìn cho mình như thế thôi là mình sẽ bỏ cái này đi. Mình sẽ test luôn nhá. Đây là cái bạn nhìn một cái view của nó cũng khá là nặng nề. À, 172. Sẽ có những cái gì mà nó bị sai nhá. Where đấy, như này là chết rồi. Tương tự người đi que thế này chắc chắn nó sẽ bị lỗi. Đấy, que này dưới đây cũng que này. Đấy, C đấy, vậy nhìn nó ra rất là nhiều vấn đề ở trong đây. Mỗi bên có hai thằng len, mỗi một phần có hai thằng len đây, len rồi 161. À, đấy, bạn thấy là đã ok. Vừa rồi mình viết cho phần tiếng Anh đấy. Nó đang không chạy nữa. Thế mà hình chém. Hiện tại ở đây chưa có một cái điều kiện để truyền vào thì nó sẽ nằm ở trên cùng này, khác chống này. À, nhầm rồi. Còn còn nữa ở đây. Bạn nhìn thế này, đây, chỗ này. Bạn có một câu nữa ở chỗ này, bạn sẽ đặt vào đây. Và bên dưới này, gần như nó không có điều kiện gì truyền vào thì mình bỏ qua nó luôn. Đây là một lỗi. Lỗi. BI này. Đúng, bạn có thể nhìn thấy bây giờ mình đang có là ẩm thực tìm kiếm này đấy, nhưng mà index mình có những cái gì, mình chỉ có football sport thôi, thứ tôi tìm cả ngày không có bài rồi.
Rồi thì nó cũng là phần language nó cũng đã là xong hết rồi. Những cái gì mà thao tác thôi, còn người dùng thì là thành viên là nhóm thành viên là không cần. Xác chung thì một lần. Còn nhóm thành viên nếu mà muốn thì nó lại sang cái dạng ví dụ như click vào thì nó giống như phần đấy này thôi. Phần đấy, phần hệ thống này thôi. Chỉ là đổi ra cái tab thôi. Đấy, đúng không? Đấy, cái bài nó hòm hòm ở đây rồi. Thì mình sẽ lôi cái để cái khối này lại xong mình sẽ để còn còn đấy, còn phần tab cái thứ đấy thì thôi cứ từ. Đấy, phần tab đó, quản lý từ khóa rồi. Thì mình sẽ nghiên cứu mình viết lại cái này một chút xong rồi. Đấy, cơ bản nó chỉ như này thôi. Mình cũng xin dừng cái clip này lại ở đây. Và thôi, bây giờ thì cũng không tạm thời. Rồi, mình trở lại mình xem nào. Vừa rồi thì nó cũng đang bận một chút. Cái ngôn ngữ này có tạm thời thế này thôi. Mình sẽ dừng lại cái này ở đây đi. Chắc là cũng không 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 có nhiều thứ để mình phải ấy lắm đâu. Đó, thì bây giờ mình sẽ quay sang một phần tiếp theo. Ví dụ như module về quảng cáo thì nó sẽ có đeo ngữ rồi nhưng mà bây giờ mình muốn là mình đang muốn là để nó sang một cái khác nữa đi xem. Mình sẽ nghĩ là sang viết một cái từ khóa đấy. Từ khóa là một cái quan trọng. Bây giờ mình sẽ mình nhớ là khi bây giờ thì copy nó nhanh hơn, copy và giới thiệu thôi đấy, thì gần như là cơ bản là các bạn đã được đi từ những bước mà từ lúc mà làm quen với cái C này mà bây giờ đã làm việc ok rồi đấy, mình nghĩ đấy là một cái thành công lớn hơn là cái việc là đưa hệ cung cấp hết cái module, bởi vì gần như mình vừa làm vừa phát triển nữa mà. Mình sẽ đi nghiên cứu thêm một chút nhé. Đây mình có một cái này export nó ra để mình cứ đây cũng là một lần mà mình làm thôi, mình gọi là những cái này là mình đã viết hết rồi mình viết ra, nhưng bây giờ cái lúc mà mình gọi làm lại thực ra đấy là cũng lần cũng không phải là vô nghĩa đâu, mình làm lại mình thấy là cái gì không tốt mình tối ưu lại hoặc là cũng làm cho mình cũng nhớ hơn được một chút. Và khi mình cố gắng mình thay đổi đi những cái này, thay đổi những cái này đi, thực chất nó cũng chỉ nó cũng làm cho tư duy của mình nó nhớ được nhiều lâu hơn đấy, không phải làm cứ theo một cái mô típ thì nó cũng không tốt. Tại sao cứ phải là lúc thì CMS, lúc JIDQ, keyword số nhiều số ít, vì khi mà mình làm như thế à mình lại tư duy lần trước là mình dùng số ít chẳng hạn như thế. Đó là cả đây use ID này, update click đây thì nó có lại có như này thôi. Rồi mình sẽ thử nhá, mình sẽ thử vào mình sẽ thử copy cái ID quy tag tag thôi. Mình đang muốn là sử dụng tất cả trong số ít nên là khả năng là cái chữ tag này mình sẽ đổi lại, đổi thì mình sẽ vào operator đấy, đổi này bạn nhìn là nó đổi lại cái view name tag đấy, là mình grow là xong. Đấy, bạn cũng nhìn đây là tab. Rồi mình sẽ quay sang phần là quản lý cái tab này chưa. Thì giờ từ ADV nha, mình sẽ copy mình đổi thành tab này. Các bạn có thể nhìn quay một chút như này, mình sẽ làm một cái việc này. Đấy, thì bắt đầu mình sẽ như nào sửa dần dần đi để cho nó ra hồn một chút đó. Phần function xong này, index thì sắp xếp nó không có order nhá, tab thì không có sắp xếp, nó không có len luôn, nó chỉ là một cái chung chung đấy, bạn có thể là bất kỳ không. Cái link mình sẽ để rất là đơn giản, tab gạch chéo keyword thế là xong. Sort by
Ok, sắp để giữ sọt lại. Tab này, index này, đúng không? Tôi từng row này, có title không? Là cái gì? Có title thế là rồi. Đấy, cái này phần này vẫn là ok, chưa có một cái gì để mình phải đi qua sâu vào nữa. Len len bỏ len này, trên đây cũng thế đó. Sọt ba cái gì thì đây là len bỏ hết đi. Cái gì mà dính dán này, đây, cái phần này mình không liên quan đến language, mình sẽ có thể là remove hết những cái này đi. Này mình reset thì nó sẽ ra đấy, xem còn gì không. Rồi mình sẽ đổi vào kéo thành từ khóa chủ đề đi. Sau cái đấy mình sẽ chạy chạy vì mình sẽ thấy là nó sẽ phát sinh một số cái lỗi mà thôi, lỗi nó không quan trọng. Đó, thì nhìn ở đây là mình đã phải ra được những cái trò nào rồi. Tab em này, ba section này, content này, đấy. Len này, em chủ đề này, tab này, em chủ đề này. Thì được tương tự như thế thì nó sẽ có ngôn ngữ không hợp bỏ này. Continue vẫn thế này. Time này. Đây là một quá trình gọi là bạn copy thôi, chứ sau này có thể biết đâu ấy bạn sửa hoặc ngay mình làm đấy thôi. Chủ đề này thì nó không sửa này không hay lắm. Này, press tất cả luôn. Đó, đây, mình bỏ nốt cả cái thằng này đi nữa. Post này, public post delete len này. Không liên quan đến len thì mình sẽ bỏ đi, nó tự động thay hết. Đây, không còn len hết ở đây nữa. Không còn thằng nào tên là len nữa đấy. Thì đấy là phần tab mình đã xong. Bây giờ mình sẽ chuyển sang phần view. Trước khi mình sang view, view thì mình sẽ muốn làm quen một cái command navigate. Đây, hỗ trợ tiêu nét từ khóa thì mình sẽ để này. Copy lại cái này nó có thể là nhanh hơn từ khóa đấy. Đấy, 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 như này thôi. Mình sẽ bắt đầu bằng cái việc của module này. Từ khóa, đó, thì bây giờ mình sẽ lại copy cái vừa rồi mình copy ở ADV, thì bây giờ mình sẽ copy lại mình sẽ để thành tab. Rồi, index. Tạm thời tắt hết đi nữa nhá, không nó lại bị hay thì nó bị ảnh hưởng. Thế nên bạn có thể nhìn thấy đây là quảng cáo đây, mình sẽ đổi nó thành chữ đó, quảng cáo đó. À, cái này nó gọi là gì nhỉ? À, chủ đề replace này thì bạn có thể lùi lại một chút đây. Để nó còn chạy nó bắt được chụp đây là replace đi, thì một số cái mà chữ chủ đề to sẽ thay đổi này, tiêu đề thôi này, vị trí nội dung bỏ này, đấy. Nâng cao chỉ hiển thị thôi, thời gian tắt block tắt này, đó thì cũng tương tự như thế. Mình cũng chưa biết là như nào nhưng mà mình cứ làm theo cái suy nghĩ mình trí nhớ của mình trước, là mình đã thêm vào những gì mà không liên quan thì mình remove đi. Đó. Mình chỉ là như này thôi. À, cái ADV này thì mình sẽ tự nó thay nó thành cái tag replace luôn, lưu lại. Đó, thì các bạn cứ làm đấy, làm liều đấy, không sao đâu. Nó sau đấy mình cảm thấy phần nào không ưng thì mình sẽ làm lại hoặc là sửa lại. Cái đấy nó càng tăng giúp các bạn tăng thêm cái tư duy thôi, không không hại bạn một cái gì đâu. Mình sẽ chạy. Đó, mình sẽ nói, à, nó lại bị cái này một chút thì mình sẽ nút cái nút tìm kiếm nữa. Search đây, tab đây là nó là cái advan này, advan này rồi. Đó, đặt xem nó còn cái gì khác không? À, không có nút sắp xếp nhá, đúng không? Rồi mình cũng coi là tạm thời chưa có ngày tạo này, thế là nó chạy cũng không có gì cả đúng không? Thêm chủ đề này, đấy, bạn có thể nhìn thấy. Ví dụ như là máy
hoặc là ví dụ từ khóa đơn giản nhất là cái từ chuyển phát nhanh đúng không? Mình cần làm từ từ khóa đây là chuyển phát nhanh. À, ví dụ như thế. À, mình sẽ còn cái mình phải thêm tiếp vào đây từ đó, các bạn phải nhìn thấy vị trí nó dư. À, bây giờ vị trí dư thì mình bỏ vị trí đúng không? Đây, vị trí đây thì mình bỏ cái vị trí đấy đi, order bỏ này, thì cái sắp xếp tương tự thì cũng theo nó mà đi luôn. Tool này. À, tool có thể là nó sẽ có một phần là xóa xóa toàn bộ đấy. Mình có thể bỏ này đi, mình sẽ để cái xóa toàn bộ vào sau. Đấy, bạn phải nhìn đây là người tạo ngày tạo chủ đề chuyển phát nhanh này, tên chủ đề. À, thì bây giờ mình xong mình thử nhá, và dự có chữ chủ như này, chủ như này, và mình sẽ thay là chủ như này, và mình thay đổi như là nó thành tên chủ đề rồi. Chuyển này, tìm kiếm đúng không, shop to value new chuyển xong rồi. Thì thực ra thì nó về bản chất thì để mình xem nào. Nó mình muốn có một cái alias nữa đây, xem nào. Mình không biết ở đây nó có chưa, nhưng mà mình sẽ tìm view xem nào. Còn nó back end này, library nhá, library này, string này. Mình chưa có này. Tiếp theo là common, nó có gì không, cũng chưa có luôn. Thực ra mình muốn là phần string này mình sẽ có một cái hàm nữa. Hàm này nó có tác dụng là convert tất cả những ký tự, nói chung là nó sang cái dạng ví dụ có dấu ấy, thành không dấu. Library mình sẽ có string đây. Nữa thì nhìn đến đây nó có một cái hàm như này. Đấy, đến đây và đến đây. Chứ là nó có nó như này, mình sẽ đẩy nó vào đây thành một cái nữa. Đây. Alias này, thì đây là viết chỗ remove này, remove UTF-8 này. Đấy, xong rồi alias này. Đấy. Nó chỉ thế thôi, thì mình sẽ viết chỗ my string chỗ alias mình sẽ ra. Mình sẽ có cái tag. Ví dụ mình thêm một cái từ khóa có tên là chuyển phát nhanh thì nó sẽ như là S này. Khi mà mình thêm mới thì cái này nó sẽ được bảo vệ như này. Viết chỗ này. Đấy. À, rồi. Đây, ví dụ như này, ví dụ thôi. Mình xem cái tên này của nó là gì đấy trước khi mà ok alias đây, cái này alias sẽ bằng cái này bằng title đó. Bạn có thể thấy là vậy, mình chỉ cần như này thôi, có hai cái vào cái này. Mình còn một phần về style nữa, mình sẽ dừng lại. Khi mà bạn làm một cái gì đấy thì bạn nó sẽ nên đây, mình sẽ thêm một cái từ mình thêm lại nhá, thêm chủ đề có tên là chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh hỏa tốc chẳng hạn đấy, thêm mới đấy. Đấy, bạn nhìn nó bị sai đúng không, thì mình sẽ để là my này. String đúng không, đấy, my string mình sẽ thử F5 lại nhá, nó nói là thêm chủ đề thành công. Đấy, thì bạn có thể nhìn là bạn có bất ngờ không đó, thì đấy nó là cái phần này. Thì khi mà sau này điều dẫn của mình chỉ muốn là ví dụ như là do main, ví dụ như là sổ tay đúng không, chúng ta gạch chéo, ví dụ như là mình sử dụng tháp như này, mình như này thôi. Thì, hoặc là có những cái cách khác, ví dụ như là mình tùy thôi, mình sẽ thêm một cái tiền tố để làm sao mình nhận biết được cái ký tự đấy thôi, hoặc như này cũng được. Mình nghĩ là nó cũng không một chấm chấm tháp như này cũng được rồi. Đấy, bạn có thể nó dựa vào những cái tùy vào những cái mà mình muốn là chứ không không như này được, mà nó phải có, bởi vì là mình đang suy nghĩ đến việc là cả tiếng Anh tiếng Việt nữa thì không thể nói là ví dụ chủ lúc thì chủ đề như này lúc thì tag được, nó cũng không hay lắm. Chủ đề. À, chủ đề thì tự convert sang ngôn ngữ tiếng Anh thôi. Còn tạm thời có thể mình ưu tiên tiếng Việt thì mình sẽ để như này cũng được. Này, đấy, thì chuyển phát nhanh tốc thì bên lúc này thì tiêu đề của nó sẽ hiển thị bên trên là chuyển phát nhanh hỏa tốc. Đấy, không có vấn đề gì hết.
em tính lại một chút xem, ví dụ bây giờ mình có domain này, cái từ này là từ tiếng Việt, nhưng mà ví dụ mình, người khách người ta có một từ hello world đấy như này thì mình không thể nói là mình dùng đấy, như này này cái như này được, chủ đề như này nó không hay lắm thôi. Cái đấy mình sẽ tính sau về sau. Sau mình sẽ cột xuống tab làm dinh với mèo nhé. Biết là họ có dùng chủ đề không, họ dùng tab này người đấy như này thôi, chắc là mình cũng thôi thì đi theo những cái đi theo ông lớn nhé, mình không muốn tự tách biệt mình ra khỏi cái gì đấy ABC đấy, mình sẽ sử dụng cái này. Ok thì đấy theo cái quen đấy, thì bây giờ khi mà bạn bạn thêm một cái mới nó khác hơn một chút, cái mỗi một cái module nó có một sự khác nhau chứ không phải bạn cứ copy phát là bạn thành như thế, copy phát lại thành như thế, cái alias là như nhau. Thì bây giờ update này. This update edit đấy, thì nó ở đâu mình đang add rồi đúng không, khi mình bạn add rồi add xong rồi rồi bạn cần edit edit thì như này, cái này thì bạn simu đi, mình chỉ cần mỗi cái là tiêu đề hiển thị cho mình thôi, chỉ cần vậy thôi. Rồi xem là bạn đã có những cái gì rồi. Alias tiếp này, ví dụ nhập sửa chủ đề thành công xong, delete này, xóa chủ đề thành công xong, delete bỏ date này thôi, rồi mình sẽ gọi callback bằng cái này, title đi, alias mình cứ ví dụ thế, xong mình sẽ đẩy vào cái title, đấy, cái này đi đó, mình cứ thằng này mình sẽ để đây, mình sẽ làm set đây, thử xem nhá, ví dụ giờ đang ở đây. Hiển thị tắt hiển thị thay đổi là thành công đấy, thấy là bây giờ nó làm một cái bộ quản trị nó đầu tư ra thì nó lâu, nhưng mà lúc làm thì bây giờ rồi tiếp theo là mình muốn là thêm một cái nữa, ví dụ bây giờ chẳng hạn như là đây, thế thì mình nên quay ở bên mình cứ cố gắng mình sẽ đây nhá, cái này thì các bạn mình có thể tập trung hơn một chút, mình làm cái này sau mình chỉ làm một lần thôi. Correct title nhá, thì đây là cho phần edit này, mình cứ thử thôi nhá. Bây giờ mình sẽ làm phần thêm mới trước, ví dụ bây giờ mình cũng có một cái từ chuyển sang anh như thế rồi thì nó chỉ cho mình một cái ví dụ thôi đúng không. Bây giờ mình đang tính là đây, không không nên chơi chủ đề theo kiểu tiếng Việt để chúng giờ mình rất là hạn chế cái việc đấy. Bây giờ mình sẽ có một cái title vào này, việc đầu tiên người ta sẽ làm là lấy cái alias của cái đấy ra đã. Đây. Mình sẽ select trong database đây. Ví dụ này zip cho mà xin cho alias cho title chẳng hạn. Đây là cái nội dung của nó này. Rồi thì ví dụ như là nó sẽ kết nối với database là account. Đấy. Thì mình sẽ có cái này, là cái này là ví dụ nếu mà cái này rồi. Ví dụ là đến xong cái tag này và cái alias đấy, bạn có thể nhìn ở đây là mình gọi một lần lại này, đây là like, đây là where, đấy ví dụ như mình có con số này count đúng không, bỏ bỏ c đi. Nếu mà count bằng không đúng không, thì không tồn tại, bằng không thì ok, hoặc là lớn hơn không, lớn hơn không thì mình sẽ để một cái này return fail luôn đúng không. Đấy, mình sẽ đặt một cái này vào đây, mình nói là cái alias đây chủ đề đề này đã tồn tại, chủ đề đã tồn tại đấy, chúng ta bạn
Khi thì khi ví dụ mình có từ trường phát thanh là tốc rồi, thêm chủ đề này mình sẽ đánh vào đây thêm mới. Kìa nó lại béo rồi. Đấy, thì bắt đầu mình sẽ kiểm tra lại cái phần này một chút. Count mà lớn hơn bằng không, lớn hơn không. Đấy, thì tag from này, cái title này, alias thì là thêm mới, correct title. Ai trời, không biết đây trên đây. Đó, thì vấn đề mình phải check lại cái này một chút. Xem này. Khi như thế thì nó sẽ có title ở đây. Nếu mà count lớn hơn không, mình cứ cho cái này này. Mình sẽ làm lại một chút. Thêm mới là chuyển phát nhanh, chuyển phát nhanh hỏa tốc. Thêm mới đây, thêm chủ đề thành công. Thì mình sẽ kiểm tra lại một chút nữa. Alias title này, count resource the DB from, xem lại cái này sao nó không hay gọi callback nhé. Require này, callback title mình đang làm cái gì thế này, sao chút tại sao nó không chạy nhá. Nào lỗi này kia đều rồi, xong chắc là tại sao nó không quen phần này nhỉ. Return fail này. Return fail này, alias này, đúng không? Thì mình sẽ quay trở lại alias. Đúng không? Ví dụ như lúc nào mình cũng echo cao return fail, đúng là return fail là nó phải dừng lại rồi chứ nhỉ? Mới này, vụ mình có A. Đó, toàn nói thêm thành công thôi. Đó là cái lỗi mà mình sẽ phải nghiên cứu mình fix lại bây giờ. Tại sao mà nó ví dụ như thế này đi. Mình sẽ có một cái hàng thêm mới ở đây. Khác ví dụ là mình đánh vào là E là báo lỗi này. Đó, rồi. Thêm chủ đề bằng mọi giá phải tìm ra tại sao nó lại không chạy. Đấy mới là vấn đề. Lại có title này, callback title. Thế là nó phải chạy rồi chứ. Mình sẽ dừng cái này lại. Callback title này. Không có này, đúng không? Thêm mới tiếp, nó không nói một cái gì luôn. Chưa hiểu tại sao nó. Title thêm chủ đề này thì bây giờ mình sẽ có một thêm chủ đề đây mình đang nói rồi xin lỗi nhá. Cái này là alias đây là rồi rồi vấn đề nó đã được giải quyết rất đơn giản vậy thôi. Do là do bạn không nhắc mình cho mình. Rồi đấy bạn, mình sẽ dụ mình sẽ thử cái từ chuyển nhanh này các bạn thấy luôn này. Thì mình sẽ xóa cái dấu chấm nó đi một chỗ đó. Chắc là mình bỏ hết cái dấu đi luôn. Đấy thì bạn có thể hình dung như thế. Khi mà mình hạ tốc 1 là thì nó sẽ có là ok.
Đấy, bạn phải nhìn thấy nó. Đây rồi, mình sẽ đi mua hết thằng này đi. Tab đây, empty này. Đấy, bạn nhìn vào đây, bắt đầu mình sẽ thêm chủ đề. Thì mình sẽ có là cái từ khóa là chuyển phát nhanh. Đấy, là mình lại trở lại với cái từ khóa chuyển phát nhanh, ví dụ thế, cái chủ đề chuyển phát nhanh rồi. Thì bạn đã có một cái chủ đề có là tên là chuyển phát nhanh. Bạn có thể, còn nếu mà bạn làm một từ cũng như thế nữa, ở đây là sửa đổi rồi. Cái chủ đề này thì mình sẽ làm sau nhé. Cái phần sửa bị sai khi mà bạn thêm một chủ đề mới có tên là chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh đấy, thì bạn sẽ nhìn thấy là ở đây nó đã tồn tại, nhưng mà khi mà đây bạn bạn có thể update lại cái nếu bây giờ mà khi mà bạn update lại thì nó sẽ không được, vì là nó đấy, thì mình mới nói là mình nói trong quá trình này là nó hơi vội đấy, nhưng mà mình phải đi ra ngoài bây giờ. Nhưng mà cái ý là khi mà bạn sửa đổi, bạn nhìn thấy đây đã chuyển đã tồn tại, thì bạn sẽ phải thêm một cái bước nữa là đây edit này, cái phần code rồi đây, đây là bạn sẽ có cái tab, bạn để ý cho mình cái này, cần như này thôi và như này. Title ấy, bạn để ý là cái này là cái title, là cái title thật luôn đấy. Thì khi mà chuyển vào đây mình sẽ có như này nhá, nếu mà ALD title đúng không? Thì bây giờ ví dụ nếu trong trường hợp nếu mà mình sẽ có một cái này, nếu mà empty với là cái title cũ này mà nó vào không tồn tại thì chứng tỏ là đây là mình đang ở bước thêm đúng không? L đây là nó sang phần đấy, rồi thì mình đã sửa lại xong. Bạn để ý đây, phần edit mình có một cái gọi alias kiểu khác này, ở đây mình chỉ gọi không thôi, đây là chuyển vào hai giá trị rồi, bên trên chỉ có một thôi. Thì bạn có thể làm thêm cái trong trường hợp alias khác cái title này đúng không? Bằng cái title và khác cái title ở đây, alias khác cái ô title này. Đấy, thì bạn có thể hoàn toàn sửa được luôn, sửa đổi này đúng, đấy, sửa thành công. Thì bây giờ ví dụ mình thêm một cái nữa nhá, thêm một cái chủ đề nữa có tên là chuyển phát nhanh, chuyển phát hỏa tốc, chuyển phát nhanh hỏa tốc đúng không? Mình thêm mới, thì bây giờ bạn muốn đưa nó về cái từ bạn sửa chuyển phát nhanh hỏa tốc, ok, nhưng mà ví dụ bây giờ bạn đánh một cái từ thành là chuyển phát nhanh thì nó sẽ nói bạn là đã bị chủ đề đã tồn tại đấy. Đấy là cái vấn đề mà mình muốn là bạn cứ để ý, bởi vì sau này mình sẽ làm còn nhiều những cái, có thể nó cũng khá nhiều trường hợp nó dính dáng đến vấn đề này, mình cũng không muốn là để nó hơi khó hiểu. Thì đấy, bạn có thể nhìn qua đấy. Và mình làm thêm một cái bước nữa nhá, là bước bước sale, mình đặt sale ở đây. Các bạn có thể nhìn thấy đây là mình có ngoài cái description các thứ thì nó còn hai cái này là phục vụ cho sale nữa. Và phần content thì đấy, cho tạm thời cho sale trước đó. Cho sale và phần content thì mình sẽ làm luôn tranh thủ thôi, tầm một mình khoảng 5 phút nữa. Đây, description này, rồi mình sẽ đổi cái public để thành content, hoặc là đây đổi thành mô tả đi. Thì bạn có thể nhìn tab đây, thì khi mà mình có một phần s s ở đây, bạn có thể nhìn thấy mình có public này, rồi thì đấy, mình có ghép cái sừng thì mình bỏ thằng này đi, dư rồi đấy. Các bạn có thể nhìn thấy dừng ở đây, và mình sẽ có title public description và meta gì đấy, thì bạn mình sẽ copy tiếp xuống dưới đây nữa. Cái việc tiếp theo là gì? Tiếp theo là phần này nó cũng xong rồi, để bạn chỉ việc vào bạn thêm những cái thẻ đấy vào trong đây thôi, thì mình sẽ làm luôn. View này, back end này, mình cũng xin lỗi về cái thời gian tí nữa mình cũng bận rồi. Mô tả đây thì mình sẽ đặt cái mô tả vào đây, cái thêm mới nhá, tiêu đề thì mô tả này, rồi thì còn những cái gì nữa, mình còn một group cell ở đây đúng không? Thì mình lấy từ block này đến block này, xong mình add vào đây, block này tương tự như thế, thì mình sẽ tán cái block vào đây, cái mô tả này, label này, bạn có thể nhìn thấy đây là hiển thị à không, đây tiêu đề ở đây, thì bạn có thể nhìn thấy đây mình đã có thêm một chủ đề mới, bạn nhìn thấy những có những cái gì đã có ở đây chưa? Đây là nó ô ô kìa, không chạy ra ve rồi.
Bạn có nhớ là mình có một cái đoạn JS để mà nó check ra cái em. Đây, mình sẽ làm nữa project này. Đây. Trong thùng không mình phải đi bây giờ cũng hơi vội. From đây, bạn đây, có một đoạn code nó nhỏ nằm ở đây, JS function. Sau này thì mình sẽ viết hết nó vào cái file này thôi, nhưng mà thế thì rồi lại nói thế cái làm luôn. Mình không muốn để cái gì nó chừa hôm, thì bạn có thể làm như này. Mình đang một cái định hướng như này, bạn có thể làm như này. Rồi thì bạn public này, template backend này, JS đúng không? Đấy, và tất cả cái này mình nghĩ là mình sẽ để hết vào trong cái file kia. Đấy. Tắt nó đi. Đấy, nếu là mình sẽ quay trở lại phần backend đây, public template backend JS này, function đây, có mà không biết dùng. Rồi, ok. Quay trở lại đây mình sẽ có những cái gì, function delete thì mình sẽ để nó xuống dưới đây đi. Đấy, còn cái gì nằm trong Windows Let này thì mình sẽ để nó trong đây. Mình sẽ comment cái này sau. Đấy, này cần cần phải được làm như này. Tạm thời cái đây, cái này đây. Check all này. Là như này. Như này này. Đấy, thì mẹ sẽ có dừng đây là xong. Phần này. Mẹ sẽ đóng cái này lại này. Cái này ở đây. Có thể hoàn toàn làm cái việc tiếp theo như ở đây. Gọi những cái thư viện như bình thường thôi. Mình sẽ có cái này dựng ở đây để cho nó sau này nó dễ tìm thôi mà, chứ còn nó cũng chẳng có cái ý nghĩa gì cả đâu mà. Đấy. Rồi. 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 Đây, bạn có thể bỏ phần này đi. Đấy, thì mình xem lại xem nhá. Đấy, nhìn này, nó tự động được cộng thêm cái chiều cao đấy, thì hoàn toàn thế là xong rồi, cũng hỗ trợ một chút chút để đi bonsai, rồi sau này mình sẽ có thời gian thì mình sẽ làm sau. Đây bạn nhìn này, nó cũng tự dài ra được một tí, chút chút không nhiều. Rồi. À, đến đây mình thử ra nhá, mình sẽ sửa cái mình cứ coi đây là từ khóa này, mình sửa cái này, hỗ trợ anh hỏa tốc này, từ hỏa tốc này. Cái tag này mình nhớ lúc nãy là mình vẫn nó theo chuẩn cũ, nó không ép đâu. Keyword ở đây nó là số nhiều mà. Đấy, và mình sẽ sửa này. Cập nhật thành công. Chuyển anh hỏa tốc thì mình sẽ lại vào hỏa tốc. Đấy bạn nhìn thấy có rồi này. Mình lại nhớ là lúc nãy mình đã có sắp xếp theo tên chủ đề đúng không? Sort by này. Thì đây mình sẽ sửa lại này. Và đây, bạn có nhìn thấy nó lại sắp xếp theo chủ đề đã có sẵn rồi. Thì như thế đấy, bạn thấy là hoặc là ví dụ nào tốc này đúng không, tốc thì nó chỉ ra đây, bạn như bạn thấy thì bắt đầu là cái công việc nó trở nên nó trở nên đơn giản và nhanh hơn rất là nhiều rồi. Thì cái này nó cũng chưa dừng lại ở đây đâu, mình sẽ còn cái việc này nó còn liên quan đến những cái bài viết bên này nữa. Mình muốn là đấy, làm sao thì nó phải rõ ràng ra, đấy là mình mới chỉ là quản lý những cái sơ bộ thôi. Mình sẽ dừng cái clip này lại ở đây. Mình cũng xin dừng cái clip này ở đây, thì buổi sau bài sau thì mình đã có cái định hướng cho mình rồi, mình sẽ làm cái đấy, bạn thấy đổi ngôn ngữ nó không ảnh hưởng, em biết là có một số những cái module nó không bị ảnh hưởng một chút nào. Đấy, rồi thì xem nào, gì nữa không, rồi danh mục này, viết này. Đấy thì sang sang cái bài sau, định hướng của mình là sẽ là làm cái tab này cho cái module này giống như này. Bạn có thể nhìn mình giới thiệu qua một chút trước khi mình đi quá sâu rồi, trước khi bài sau đấy, ví dụ như này. Thì đây mình có một cái chủ đề đấy, thì mình có thể là đây đây là cái phần mình đã làm. Mình không biết là buổi sau mình sẽ làm nó có được nhanh như thế này không, nhưng mà đấy, hoặc là có thể hơn được không. Rồi ở đây mình cũng đã thấy những cái yếu điểm rồi, mà để một thời gian mà làm ra một cái sản phẩm như này nó cũng phải thành giờ vài giờ đồng hồ ấy. Đấy, bạn có thể nhìn đây, mình đấy, bạn có thể nhìn đây, bạn đấy. Thì hình như mình bên code kia mình đã có những cái để hình như mình cũng có một cái gì đấy nó liên quan đến gì nhỉ? Nó có một library liên quan đến phần đấy, nên mình sẽ mang ra, mình sẽ hướng dẫn bằng cái chủ đề của mình thôi.
Thôi bây giờ thì mình cũng xin dừng lại cái clip của mình ở đây vào. Xin chào các bạn, chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Mình đi đây. Bye bye. Quên. Ôi, chết chết chết.